Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Nước Kế Tân là tên của một nước vào thời nhà Đường. Tam Tạng là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Kinh là hết thảy tất cả kinh điển, luật là giới luật, luận là luận nghị. Giáo sư có thể nói dùng pháp làm thầy, dùng Phật pháp làm thầy, cũng có thể nói dùng pháp thí cho người, dùng Phật pháp để bố thí cho người, đều xưng là pháp sư. Vị Tam Tạng pháp sư này là ai? Ngài là Bát Nhã. Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch ra là trí huệ. Tại sao không dịch thẳng ra tiếng Tàu mà vẫn giữ âm tiếng Phạn? Vì nó thuộc về một năm thứ, không dịch là tôn trọng không dịch, phụng chiếu, nghĩa là phụng mạng lệnh của hoàng đế, để phiên dịch bộ kinh này từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thế nào gọi là phổ? Đạo khắp vũ trụ là phổ, ý nghĩa là đạo của Ngài đầy khắp vũ trụ. Đức đến cực thánh là hiền, ý nghĩa là đức tánh của Ngài đồng với thánh nhân. Hạnh là đại hạnh tu hành, nguyện là chỉ lời nguyện của Ngài phát ra lớn nhất, cho nên gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Trong Phật giáo có bốn vị Đại Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù là trí huệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tạng là nguyện lực bậc nhất. Bồ Tát Quán Âm là từ bi bậc nhất. Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh môn bậc nhất. Khi Phật nói pháp thì trước hết do đệ tử thỉnh pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ thỉnh pháp. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh pháp. Kinh Lăng Nghiêm thì Tôn giả A Nan thỉnh pháp. Vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn, ý nghĩa là đạt đến cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, không cách gì tưởng tượng được. Giải thoát vốn chẳng có cảnh giới, có cảnh giới thì chẳng phải giải thoát. Vậy tại sao lại nói là cảnh giới giải thoát? Cảnh giới này chỉ là ví dụ, bổn lai chẳng có một cảnh giới nào, vì khi được giải thoát rồi thì gì cũng chẳng còn nữa. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ là lúc đó. Phổ Hiền tức là đạo khắp vũ trụ. Đức đến cực thánh, Bồ Tát là tiếng Phạn, đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ là giác, Tát là hữu tình, Bồ Tát là giác hữu tình, tức là giác ngộ hữu tình. Hết thảy tất cả chúng sinh đều gọi là hữu tình. Cây cỏ vô tình nhưng có tánh, có sinh tánh mà Nho giáo gọi là nhân. Nhân tức là tánh, còn có thể nói là đạo, cũng có thể nói là mẹ của vạn vật. Con người đương nhiên cũng có nhân này, bằng không chẳng thể gọi là con người. Nhân là con người, hợp lại gọi là đạo. Khổng Tử nói, nhân tức là tất cả cây cỏ đều có nhân, này đều có nhân, đều có sinh cơ. Mùa xuân thì đâm chồi nảy lọc, như vậy cho đến mùa thu thì nở hoa kết trái. Đây là nhờ có tánh nhân. Hoa cỏ cây cối có nhân chỉ là rất ít, cho nên khi hoa bị chặt đứt thì cũng khó phát ra một tiếng sợ hãi. Chỉ bất quá con người không nghe thấy mà thôi.
nếu dùng khoa học để nghiên cứu thì sẽ nghe thấy được. Đây là hiện tượng rất bình thường. Tại sao có thể phát ra tiếng? Vì nó cũng có tánh. Bất quá, tánh này chẳng đầy đủ, chỉ có một chút mà thôi. Tại sao hoa cỏ cây, cối cũng có tánh? Vì chúng sinh lớn lên, thời gian lâu dài, thì cũng có một thứ cảm giác. Ở Trung Quốc, có cây chướng cầu giới, cũng có cây bách quả thọ giới. Tại sao chúng có thể thọ giới? Chúng chẳng có tình, cũng sẽ biến thành hình người, đi thọ giới. Đây chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Kỳ thực, chẳng có gì là mâu thuẫn. Đây là một thứ cảnh giới rất bình thường. Vì chúng tuổi thọ rất cao, kinh nghiệm cũng nhiều, hơn nữa cùng sống với con người trên thế gian, lâu dần thì sinh ra có tánh lai của một cổ nhân, tức cũng là có nhân. Có nhân rồi thì có tình cảm rồi thì cũng có ý tưởng thọ giới. Trước khi chúng chưa thọ giới thì làm chẳng biết bao nhiêu là việc xấu. Về sau biết làm những việc như vậy không đúng, bèn đi thọ giới, thậm chí nghĩ muốn xuất gia. Bồ Tát Phổ Hiền giáo hóa tất cả chúng sinh, chẳng những độ hữu tình mà cho đến vô tình cũng muốn độ. Hữu tình, vô tình, đồng viên, chủng trí, đồng thành Phật đạo. Do đó gọi là Phổ Hiền. Ngài nguyện độ hết thảy hoa cỏ, cây cối. Một số người chỉ biết độ người, còn Ngài dù chẳng có sinh mạng cũng muốn độ. Hai chữ Bồ Tát lại có thể dịch thành chúng sinh đại đạo tâm, còn gọi là khai sĩ, vì Ngài đều công khai hết thảy, chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có tâm lợi mình, chẳng có tâm đố kỵ, chẳng có tâm chướng ngại. Ma Ha Tát tức là Đại Bồ Tát. Vị Bồ Tát Phổ Hiền này là Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, chẳng phải Tiểu Bồ Tát. Lúc ban đầu mới phát tâm Bồ Đề là Tiểu Bồ Tát. Khi phát tâm Bồ Đề lâu rồi, tức là Đại Bồ Tát. Lúc ban đầu thọ Bồ Tát giới là Tiểu Bồ Tát. Khi Bồ Tát giới thọ lâu rồi, lại nương giới tu hành, tức là Đại Bồ Tát. Ha ha ha,